cả nhà đến với Loa Kế Tâm Việt. Thì ngày hôm nay Tâm Việt bên mình sẽ giới thiệu cho anh chị một mẫu loa tụ tập 5 tấc công suất lớn cả nhà. Và nó có model là Subox HB6550. Em loa này là em loa chuyên chơi về ngoài trời cả nhà. Và nó có ngoại hình như thế nào, công suất bao nhiêu và hát karaoke có hay hay không, thì bây giờ cùng Tâm Việt bên mình mổ xẻ em loa này nhé. Rồi 1, 2, 3, let's go. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu sơ cho chị về ngoại hình cũng như là cấu tạo của em loa này nha cả nhà. Đây là một khối nguyên vẹn của em loa đó, cực kỳ vuông vức nha cả nhà. Đây thì em mở xin sẵn rồi, tiếng em sẽ test nhạc hoặc là cách test karaoke cho nhà nghe nhé. Rồi nguyên khối của nó thì như thế này, thì bây giờ em sẽ mở ra cho nhà xem nhé. Đây nó có rồi, em mở sẵn như thế này. Rồi như thế này. Đằng sau thì nó phải kết nối rất Canon như cái nhà. Đây kết nối luôn. Đây này. Rồi dưới nữa. Rồi ngoại hình với loa nó thì cũng giống như mấy em loa khác, đó là thiết kế bằng sơn sần màu đen và bằng gỗ nguyên khối nha cả nhà. Rồi đây là bản bông mạch của em nó đây. Rồi cũng là mạch DSP đời mới nhất và nó khá là thiết kế khá là mạnh mẽ cả nhà. Đó. Rồi bây giờ sẽ giới thiệu sơ qua cho anh chị về cách phím và nút chức năng đó. Rồi đầu tiên sẽ là cổng nguồn này để kết nối để sạc. Rồi cổng này là cổng tắt mở. Đây loa thì kết hợp cả hai cổng guitar ở nhà và hai cổng micro, các phím equalizer. Rồi các phím chức năng bao gồm các nút móc để chuyển chế độ này, nút lặp bài, nút tới, nút luôn, nút dừng, nút delay, chế độ TWS để kết nối loa khác, nút priority ultimate bit nha cả nhà. Phía trên bao gồm có bảng đàn led này, đây đàn led này cả nhà, hai cổng USB và một cổng thẻ nhớ loại nhỏ. Rồi phía dưới bao gồm có các nút vặn, bao gồm có nút reverse, echo, delay, bass, treble và âm lượng của nhạc, của micro nha cả nhà. Rồi phía bên đây mới là của nhạc này, bao gồm có bass, treble và âm lượng của nhạc. Lúc này là nút guitar vô nha cả nhà, nếu cả nhà sử dụng guitar hoặc là nhạc cụ thì chú ý tới lúc này nút âm lượng. Rồi phía dưới bao gồm có cái không cổng tản nhiệt, này là khe tản nhiệt cả nhà. Rồi cổng cắm bình điện phụ, cầu chìa chống cháy và audio in và out để kết nối với tv hay là máy tính gì đó. Rồi loa thì sở hữu bass 5 tấc cho nên nó kích thước khá là lớn nha cả nhà. Mặc dù là lớn nhưng mà nó cũng em mình thấy nó rất là gọn, cũng không lớn lắm. Và anh chị có thể nếu mà có thể thì có thể nơ lên cái xe máy hoặc là xe ba gác gì đó chở đi. Nếu mà anh chị muốn chơi ngoài trời nó cũng rất là dễ. Loa này nó khá là gọn nha cả nhà. Nhưng mà nó gọn nhưng mà nó không nhẹ xíu nào. Và mình rất là thích cái đằng sau này. Anh chị có thể ngồi đây và hát karaoke luôn, cực kỳ thoải mái. Đây nó giống như một cái ghế nha cả nhà. Đó. Và phía bên tay phải của loa thì có ký hiệu của tên hãng cả nhà, Subox, ký hiệu rất là đẹp. Đây, đó là một điểm cộng của bên hãng Subox. Rồi bây giờ em sẽ test về phần karaoke để nghe thử điều chất âm cái loa này chơi trong nhà thì nó như thế nào nhé. Rồi bây giờ mình hát cho chị đoạn karaoke chay cả nhà, nhà sẽ không hát với nhạc về nhạc từ sau đó sẽ test cho cả nhà nghe luôn. Bây giờ em sẽ hát karaoke chay để test âm của nó. Rồi bây giờ sẽ hát bài đoạn tên là con đường xem đi cả nhà. Em ơi nhìn xuống đến khơi lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây viên gắn cánh dài é ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình ướt huy hoàng đượt bàn tay chính nàng. Dần hoa dần hết ân tình đến bao giờ hỏi đôi xưa mà nhớ. Rồi mọi người thích chất âm cái loa này như thế nào ạ? Bây giờ em sẽ test tai đoạn nhạc cho nghe thử nữ công suất và chất âm khi nhạc cái loa này như thế nào nhé.
Sau khi trải nghiệm qua chất âm cũng như là công suất game loa Subwoofer HB6550 này á, thì anh chị có những góp ý và đóng góp gì ạ? Còn theo bản thân em á, thì em có những góp ý sau này cả nhà. Nếu mà anh chị cầm trong tay khoảng 12 triệu mà cần một loa công suất lớn 5 tấc và có thể chơi được ngoài trời cực kỳ tốt, micro hút và hát nhẹ, thì hãy hút ngay em loa này về nhà nhé. Những dòng loa kéo tủ gập như thế này nha cả nhà, thì trên thị trường có rất là nhiều mẫu mã giống nhau, nhưng mà hàng ở Tâm Việt bên mình á, thì nó sẽ khác biệt so với dịch vụ cũng như là cấu tạo bên trong nha cả nhà. Và nếu anh chị mua hàng tại loa kéo Tâm Việt bên em thì sẽ được hưởng những dịch vụ ưu đãi cũng như là chính sách cực kỳ khác biệt đó sẽ được bật mí ngay cả nhà luôn. Rồi, nếu mà anh chị thích video này hoặc là yêu thích Tâm Việt bên em thì hãy cho bên em một lượt đăng ký và một bình luận phía dưới để Tâm Việt bên em có thể phát triển nhiều hơn nữa nhé. Rồi, video tới đây kết thúc. Bye bye cả nhà. We'll be right back.